Hoàng Thiện đến từ Chơi Coi Việt Nam. Trong video này thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn chơi coi trên sàn Binance cho người mới bắt đầu nhá. Mình sẽ hướng dẫn anh em tất tần tật luôn về cái sàn Binance này. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn anh em tạo tài khoản nhá. Tài khoản thì các bạn có thể bấm vào phần mô tả của video để bấm click vào cái đường link ở trên này nhá. Vì mình đăng nhập rồi thì mình sẽ copy và mình sẽ dán ở trên cái trình duyệt khác để mở cho các bạn xem giao diện. Đây. Khi các bạn copy link và ấn vào link thì nó sẽ dạng như này. Các bạn sẽ cần phải bấm vào cái chữ màu vàng này này. Chỗ này nó là đăng nhập, chỗ này là tạo tài khoản. Mình đã để tiếng Anh thì mình có thể chỉnh sang tiếng Việt cho dễ nhìn nhá. Rồi, tiếng Việt rồi, chúng ta bấm vào đăng ký nha. Sau khi bấm vào đăng ký, các bạn sẽ điền mail và mật khẩu ở đây. Các bạn nhớ là mật khẩu là tối thiểu là có 8 ký tự, một ký tự viết hoa và một con số nhé. Khi làm xong, các bạn bấm vào tạo tài khoản. Thì email nó sẽ có một email của Binance nó gửi về cho các bạn. Trong mail á, nếu như mà các bạn không thấy thì các bạn sẽ vào mục thư rác để tìm kiếm nhé. Sau đó dán code đi vào ấn OK là được ha. Rồi sau khi tạo tài khoản xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn bước tiếp theo là các bạn sẽ đăng nhập nè. Đăng nhập thì đơn giản thôi, điền email và mật khẩu hồi nãy vào, ấn đăng nhập là xong ha. Rồi mình đã đăng nhập sẵn bên này rồi, vì tài khoản này mình đã xài được 4 đến 5 năm rồi. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cái bước tiếp theo nhé. Các bạn vào khi mà tạo tài khoản thành công thì các bạn sẽ thắc mắc là bây giờ chúng ta sẽ mua mua đô ở đâu hoặc là mua bit ở đâu đúng không ạ? Đấy. Thì trước khi các bạn mua đô mua bit ấy, thì các bạn cần phải làm một cái thao tác khác, đó là chính là bật bảo mật. Đây cái phần này này. Mình đã xác thực rồi nhưng mà các bạn chưa thì các bạn sẽ là mình khuyên các bạn là xác thực trước và bật bảo mật luôn nhé. Bật bảo mật thì chúng ta bấm bảo mật trước này. Chúng ta sẽ bật cái xác minh Google này này và các bạn nên xài cái auth màu đỏ nhé. Đừng có xài cái màu đen. Màu đen thì khi mà backup qua số điện thoại thì rất là khó lấy lại. Và nhớ phải lưu lại cái mã OTP vào trong cái nốt hoặc là cái tờ giấy để sau này dùng lại ha. Tiếp theo là cái xác thực bằng SMS. Vậy cái thứ ba là các bạn xác thực kim email là chỉ cần ba cái này thôi, còn mấy cái này các bạn không cần làm nhé. Cái này là dùng những khóa bảo mật này thì các bạn đừng có bật ha. Bật sau này không dùng được. Đó, còn mấy cái này thì thôi bỏ qua nhé. Rồi. Khi làm xong cái này rồi các bạn sẽ phải KYC. KYC thì mình khuyên các bạn là nên tải cái app. Đây mình sẽ chỉ các bạn tải app này. Các bạn tải app trên điện thoại để KYC cho nhanh. Đây nhá, cái phần dưới này này sẽ cái phần có cái phần tải app. Đây nhá. Phần di động này, trên mà iOS thì các bạn bấm App Store, mà ở trên trên điện thoại mà Android các bạn bấm vào CH Play ha, hoặc là tải thẳng APK luôn cũng được ha. Đây, còn trên máy tính thì cũng có thể dùng này, nhưng mà khuyên dùng điện thoại là để các bạn KYC thì nó nhanh hơn. Còn nếu các bạn mà dùng dùng máy tính mà gửi tài liệu lên thì nó sẽ lâu hơn, đúng không ạ? Đó, vì dùng điện thoại thì các bạn chỉ cần mở cái camera lên tự động chụp cái ảnh về chứng minh, sau đấy nó quét khuôn mặt của bạn là được. Rất là nhanh, khoảng tầm 2 phút là xong. Rồi ok nha. Khi bạn KYC xong rồi thì bạn mua mua coin hoặc là mua đô ở đây này. Chỉ vào chỗ mua crypto này, Việt Nam đồng này. Đó ạ, chỉ Việt Nam đồng nhá. Sau đấy thì các bạn sẽ thấy là có giao dịch P2P và giao dịch mua bằng thẻ ngân hàng và thẻ Visa. Hai cái này thì mình khuyên không khuyên các bạn nên dùng, mà vì vì hai cái này các bạn mua và phải chờ khá là lâu, có khi chờ khoảng nửa ngày mới về, có khi rất là nhanh. Và cái tiền phí chênh của ngân hàng mà này kia thì nó sẽ trừ phí rất là chát, cho nên là mình khuyên các bạn nên là mua giao dịch P2P. Bấm vào giao dịch P2P nha. P2P thì chúng ta sẽ là mua ở đây là mua đô này, USDT là đô nhá. BTC các bạn biết rồi đúng không ạ? Rồi, BUSD là một cái đồng đô giống như USDT đây, nhưng mà được là cái đồng đô của riêng cái sàn Binance này đây. Còn BNB là một cái con mà coin sàn của con này. ETH các bạn biết rồi đúng không ạ? DAI thì tương tự nhá, DAI tương tự là giống như BUSD đây. Nhưng mà đồng này dùng để swap này kia ở trên các cái mạng hệ thống ở trên Uni hoặc là một số cái swap khác, Sushi chẳng hạn. Mấy cái này các bạn tìm hiểu sau ha. Chúng ta thường thường chúng ta sẽ mua đô rẻ nhất, mua bit hoặc là mua e thì cái chi phí chênh khoảng chênh giữa giá mua giá bán rất là cao. Đây các bạn nhìn đấy ạ. Đây ở đô rất thấp nhá, 24187. Còn ở bán đây này thì là 24167. Thật ra chênh giữa hai cái khoảng mua bán này nó rất là nhỏ. Cho nên là các bạn nên mình khuyên ưu tiên là nên mua đô ở trong cái vùng USDT chứ đừng mua bit nhá, đừng mua bit. Hoặc có thể các bạn sẽ mua là BUSD cũng được nhá, thì nó cũng y chang thôi. Cái khoảng chênh nó cũng giống như thế. Thì mình thấy giữa hai cái này thì USDT rẻ hơn. Rồi ok nhá. Chúng ta mua thì chúng ta sẽ cần phải làm cái gì? Đây có video hướng dẫn này để chi tiết các bạn xem đây nha. Đó. Hoặc các bạn mua thì ấn vào đây mua.
Còn bạn nào muốn xem kỹ hơn biết cách làm thì các bạn nên là ấn vào xem hướng dẫn video nhé. Rồi nhập cái số tiền các bạn muốn mua này bằng đô này, hoặc là nhập số tiền dựa trên là tiền đô các bạn muốn mua, hoặc là nhập cái số Việt Nam đồng các bạn muốn mua, nó sẽ quy ra. Ví dụ như là ở đây mình muốn là mua 1.000 đô thì nó tương đương với 24.185. Đấy, thì mình bấm vào chữ mua thì mình sẽ banh tiền cho người ta. Nó sẽ có một cái mục là khi nào bên kia mà nhận được tiền rồi, họ sẽ bấm cái vùng là xác nhận. Đấy, còn mình thì bấm cái mục là mình đã chuyển tiền rồi. Và nếu trong vòng 15 phút bên kia không chuyển tiền thì mình bấm vào chữ khiếu nại. Thì mình sẽ gửi cái thông tin hình ảnh mà mình đã chuyển tiền cho người ta. Thì Binance nó sẽ support 24 trên 7 và nó sẽ gửi cái tiền đấy sang cho bạn. Vì khi bạn bấm chữ mua thì cái số đô tương đương là 1.000 đô này này, Binance nó sẽ lock lại, nên là người ta không rút chạy được đâu. Cho nên bạn cứ yên tâm mà banh tiền đi nhá. Rồi ok ha, các bạn chịu khó đọc ký các cái hướng dẫn cũng như là điều khoản của người ta nhé. Một số người thì yêu cầu là không cần ghi gì cả, một số người bán thì yêu cầu các bạn phải ghi số điện thoại, một số người thì họ ghi yêu cầu cái mã giao dịch. Đấy, các bạn vui lòng đọc cho ký nhé, có video hướng dẫn đây này. Đấy nha. Đấy, còn một số cái xem thêm như là cài đặt thanh toán, là các bạn cài banh các bạn nhận tiền này khi các bạn bán nhé. Khi mà các bạn muốn bán đi thì các bạn cài đặt thanh toán. Rồi ok ha. Nhớ là cái mục P2P này chỉ dùng cho những người mà đã KYC thành công thôi nha. Rồi tiếp theo, xong cái mục mua coin này ha, xong mục mua coin rồi thì chúng ta sẽ đến cái mục thứ hai, là khi chúng ta đã mua xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang là nhận tiền ha. Nhận tiền ở đâu? Đây, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Mình sẽ phép là mình sẽ ẩn cái số tiền mình ở đây. Rồi ok. Khi các bạn mua thì vì tiền của các bạn nó sẽ nằm ở trong tài khoản fiat. Đây này, thế nằm tài khoản fiat, là mua lên P2P á thì nằm tài khoản fiat. Các bạn cần phải rút tiền về ở tài khoản support thì mới có thể chơi được. Và khi về support thì các bạn có thể chuyển lên ví margin hoặc ví future. Là cái hai cái này mình sẽ nói sau nhá. Ok, cách chuyển đơn giản có chữ chuyển đây này. Đó, các bạn chỉ cần chuyển là cái P2P này đó, chưa? Back trở lại. Các bạn chọn là ví dụ như các bạn đã mua USDT đúng không? Thì đấy, USDT đây, nhập cái số lượng ở đây các bạn xác nhận là được. Thì chuyển cái số tiền các bạn mua fiat về support. Hoặc khi các bạn muốn bán đô thì các bạn làm ngược lại nhé. Đây, chuyển ngược lại này, chuyển từ bên này sang P2P. Nó đơn giản như vậy. Hiện tại mình đang có 3 đô để chẳng hạn, mình sử dụng cái này nhé. Thế mình chuyển qua này. Nó chuyển chuyển đi qua chuyển qua chuyển lại là không mất phí đâu các bạn nhé. Rồi hoặc các bạn có thể chuyển từ cái support này sang cái ví hợp đồng này, là ví future này, hoặc là của margin này. Đấy, nó rất là nhiều dạng để các bạn chuyển. Chuyển ở trên này thì nó free. Rồi ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái mục tiếp theo, nó là cái mục là nạp và rút tiền. Nạp và rút tiền nhá. Thì các bạn bấm ở đây hay là bấm ở đây đều giống nhau hết. Đó, thì bấm ở đâu cũng được. Thì có chữ nạp rút tiền đây này. Cái chuyển này là chuyển trong nội bộ rồi ha. Còn cái phần nạp rút tiền nó nằm đây, còn lịch sử chuyển nó nằm ở đây. Bây giờ mình chỉ cái nạp tiền này. Nạp tiền thì các bạn sẽ để ý là nó đang hỏi về là chúng ta đang nạp tiền vào BIP là tiền mã hóa, thì chúng ta sẽ ghi vào đây, bấm vào đây nhá. Bấm vào đây. Đó, bấm nạp tiền đây. Bấm tiếp vào đây nếu chọn các cái định dạng nạp. Bây chẳng hạn nếu bạn muốn nạp tiền là Bitcoin. Nạp tiền là Bitcoin này thì ấn để đây là Bitcoin ha. Thì đây gồm là cái mạng lưới gốc của nó là Bitcoin này. Cái mạng BEP20 này này là cái này là cái mạng lưới truyền nội bộ của Binance, nghĩa là tài khoản của Binance của bạn chuyển sang tài khoản Binance của người khác. Thì đây nó sẽ có hai địa chỉ là địa chỉ ví và cái Nemo là ghi nhớ nhá. Còn cái định dạng BEP20 này là Binance Smart Chain, là một cái định dạng mới của Binance được phát triển lên nền tảng cũ của ETH. Sau này nó sẽ phát triển độc lập. Thì con này thì nó sử dụng cái đường link ví này, và các bạn nhớ chọn là BEP20 nhé. Nghĩa là khi các bạn gửi cho người ta cái đường link ví này này thì các bạn ghi rõ cho họ là đây là link ví của định dạng BEP20 hoặc là BEP20 này, hoặc là BEP2 này, hoặc là ERC20. Các bạn phải ghi cho rõ chứ không người ta gửi lộn nhé. Vì sao là vì thế như sao như thế là vì đây này. Các bạn sẽ nhìn thấy đường link ví của ERC20. Đường link ví của ERC20 và BEP20 nó giống nhau. Thấy không ạ? Chứ nên phải nói cho rõ, nếu không trong trường hợp một số sàn nó không hỗ trợ thì người ta gửi lộn mà mất tiền. Đúng không ạ? Nên phải nói rõ là các bạn đang chuyển tiền hoặc là gửi tiền trong mạng lưới nào. Ví dụ như mình muốn nhận tiền từ BEP20 thì gửi cho họ cái này xong, bảo là em gửi qua BEP20 nhé, hoặc là gửi qua ERC20 nhé, đúng không ạ? Trong ba cái này thì phí của cái này thấp nhất nhá. Phí BEP20 thấp nhất. Đó, còn cái này thứ hai này, cái này thứ ba này và cái này thứ cuối cùng nhá. Cái này thì mình chưa thử cho nên mình phép là mình không biết. Đó.
À, các bạn thường chuyên rút là nó rút BTC hoặc là ETH này. Đấy, ETH cũng có BEP20 nhá, và cũng có ERC và BEP2. Rồi ha. Cái mạng lưới thứ ba các bạn hay rút nữa là chính là USDT. Thì USDT nó tương ứng y chang vậy, thì các bạn mình cái này mình chỉ rồi ha. Cái này là mạng lưới chuyển trong nội bộ này. BEP2 là chuyển trong nội bộ sàn này. BEP20 là BSC Smart Chain này. Là cái này mình nãy mình nói rồi, nó sử dụng chung cái vé vì ETH phí rẻ này, phí rẻ hơn cả ERC nhá. À, phí của cái này nó thường dao động khoảng tầm 1 đô đến là 0,5 đô, còn cái ERC20 dao động từ khoảng tầm 15 đô đến 30 đô, tùy tùy vào sàn nhé. Cái OMI là cái đắt nhất, nó sử dụng cái nền tảng cũ của Bitcoin cho nên nó mắc nhất, các bạn không nên dùng OMI nhé. Cái cuối cùng là cái TRC20 là sử dụng trên mạng lưới của TRX Tronix, cho nên là nếu các bạn mà gửi trên này thì phí của nó cũng khá là thấp, khoảng tầm 1 đô thôi. Cho nên nếu các bạn chuyển tiền qua lại thì các bạn nên dùng ưu tiên là một là cái này, hai là cái này, còn không các bạn dùng cái này nhá. Đấy. À, chúng ta đơn giản là copy cái ví này này và gửi cho người khác và ghi rõ là đây là mạng lưới gì. Rồi ok ha. Thì mình đang nạp tiền vào. Ok không ạ? Người ta sẽ chuyển tiền vào đây là chúng ta nhận được tiền. Còn khi chúng ta rút thì sao? Rút thì bấm vào rút này. À, rút thì mình ở đây mình rút rất là nhiều lần rồi cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn rút đây nhá. Đầu tiên là các bạn sẽ có nhập địa chỉ người nhận đúng không ạ? Thì giống như hồi nãy mà đây này, USDT. Giống như hồi nãy mà các bạn copy cái đường link ví ấy, thì người ta gửi cho người khác đúng không ạ? Thì người khác bây giờ cũng gửi cho bạn. Thì bây giờ các bạn nhận link ví các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ dán đây. Đúng không ạ? Đây. Cái đường link ví này của mình là đường link ví của ERC20 cũng là BEP20. À, cũng là Ethereum đây này, là ERC20 và BEP20 này. Thì mình sẽ hỏi là người ta muốn nhận euro này qua cái nào? Nếu người ta bảo là ERC20 thì mình sẽ click đây là ERC20, các bạn thấy không ạ? Phí 20 đô này. Rất mắc nhá. Người ta nhắc này, vì sự an toàn tiền của bạn vui lòng xác nhận rằng mạng lưới của bạn sử dụng là ETH. Đó. Sau đấy các bạn nhập cái số tiền của bạn muốn rút vào đây, nó yêu cầu tối thiểu là 40 đô. Tại vì phí tận 20 đô cơ mà. Nhưng mà các bạn nếu mà dùng cái BSC này thì cái phí của nó mất được 0,8 đô thôi. Mà cái phí này có biến thiên các bạn nhé, có hôm cái này nó 15 đô thôi, có hôm 30 đô, có hôm thì hôm nay là 20 này, ngày xưa nó có 15 thôi. Đấy, còn cái này hôm trước là 0,1 này, tăng lên 0,5, bây giờ 0,8, có hôm 1 đô. À, cái này là phí cố định 1 đô rồi. Cái này thì ngày xưa là 0,5 đô, có hôm là miễn phí, bây giờ là 1 đô. Còn thấy không ạ, đây phí là cái này mắc nhất. Cái này thứ hai, đó, cái thứ ba, tùy các bạn nhé, chọn cái nào cũng được, đây là rút tiền. Rồi ok ha. Bây giờ mình chỉ cái mục tiếp theo là cái mục về trading bình thường, các bạn sẽ để ý giúp mình này. Cái phần về chỗ giao dịch đây này các bạn, cái chỗ chuyển đổi này là cái chỗ mà convert giữa cái đồng này sang đồng kia, thì cái này nó giống như kiểu là các bạn muốn bán đồng này sang đồng kia ấy, thông qua cái hệ thống mạng lưới này. Nhưng mà mình thường không thích dùng cái này vì cái này thường chi phí nó khá là cao. Nên mình tự tự giao dịch và mua bán cái này luôn, thì là mình còn chữ vào phần đơn giản và nâng cao. Cái phần đơn giản và nâng cao này này chính là hai cái phần mà chúng ta giao dịch mục cơ bản và mục nâng cao nhá. Mình có thể chọn cái nào cũng được ha, bấm vào mục đơn giản. Bây giờ mình chỉ các bạn các cái giao dịch đơn giản để chúng ta có thể mua Bitcoin nhé. Hiện tại là khi các bạn nạp vào đây, các bạn đã có đô hoặc là có tiền trong này rồi á, thì các bạn sẽ có giao dịch, các bạn để ý này, cái chữ support ở đây là các bạn mua không có đòn bẩy. Nếu các bạn có chữ cross x3 này này là các bạn đang dùng cái margin đòn bẩy x3, và insulate đây này là sử dụng insulate là nó cũng là margin đòn bẩy x10. Cái cross và insulate này thì các bạn vào trong cái mục video của mình có sẵn để mình nói phần hẳn mục này rồi, các bạn xem lại nhé, đỡ phải nói lại nhiều lần ha. Rồi tiếp thì các bạn mua thì các bạn sẽ thấy là cái vùng giá đây này, các bạn có thể bấm vào bất cứ chỗ nào đấy và các bạn điều chỉnh giá, có thể chỉnh sửa cũng được sau đúng không ạ. Hai là các bạn nhập khối lượng các bạn muốn mua ở đây. Ví dụ như mà mua một bit thì nó tự động quy chuẩn là bao nhiêu đô. Hiện tại ở đây là mình không đủ tiền cho nên nó mới hiển thị cái màu đỏ ở đây. À, khi các bạn sau đấy bạn ấn mua là được. Mua là xuất hiện một cái lệnh limit và mệnh chờ. Đó, đó. Thì chúng ta đã sử dụng cái lệnh giới hạn này. Còn cái mục ở chỗ chữ thị trường. Chữ thị trường ở đây là các bạn sẽ mua không quan tâm về giá. Các bạn chỉ cần mua khối lượng thôi. Ví dụ hóa 2 bit thì nó sẽ tự động mua đẩy một phát trên này 2 bit. Không quan tâm về giá. Còn cái mục cái stop limit là cái mục mà các bạn nên để ý, là cái mục để chúng ta cắt lỗ hoặc là để cài stop loss. Người ta hay stop loss đấy, người ta hay có chữ SL đó, hoặc là stop loss hoặc là cắt lỗ. Thì các bạn cứ để ý giúp mình là cái chữ stop này là cái mục chuông báo thức. Ví dụ như là ví dụ như stop loss ở bên này mình để chúng bán nhé,
Ví dụ các bạn mua ở vùng là 47.000 đô, 47.000 đô Bitcoin. Bây giờ các bạn muốn cắt lỗ ở vùng 40.000 đô chẳng hạn đi, hoặc là 46.000 đô đi. Là tất nhiên là 46.000 đô sẽ thua lỗ thì các bạn phải nói là 4600. Đúng không ạ? Cái giới hạn này này, cái giới hạn này là cái giá mà cái giá xuất hiện mà các bạn muốn bán. Ví dụ cái giá xuất hiện muốn bán là các bạn muốn bán là 46 45 90 chẳng hạn. Lỗ 100 đô đấy. Thì đây. Lỗ 100 đô so với cái giá này. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà giá hiện tại đang là 46 chín mấy nhá, mà nó tụt xuống chạm vùng 46 thì sẽ xuất hiện một cái lệnh là bán 40 bởi ở cái giá là 45.900 với cái khối lượng là 1 bit, ví dụ như vậy ha. Cho nên là cái xuất hiện của cái stop này nó chỉ là cái chuông báo thức thôi, là khi mà giá chạm cái chuông này thì xuất hiện cái lệnh là bán với cái giá này, khối lượng này. Y chang bên này cũng vậy nhá, thì khi mà chuông báo thức chạm vào cái stop này này thì nó xuất hiện một cái lệnh mua ở cái giá này và khối lượng này, đơn giản vậy thôi. Còn muốn tìm hiểu kỹ hơn các bạn chỉ vào cái chỗ này này, đây ấn vào đây nhá, đây nhá, chỉ vào đây này, kéo đây ấn vào đây là các bạn sẽ đọc được. Còn ấn vào COO này, cái đọc cái mục COO này mình chỉ luôn nhá, đây là mục COO mình bấm sẵn đây này, là mục COO mình bấm sẵn này. Thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho anh chị về cái mục COO nhá. Đây COO, COO là một cái công cụ mà của Binance để hỗ trợ chúng ta mua mua giá đây. À, cái chữ mua này, cái mục giá này này là các bạn hãy hiểu đơn giản là cái mục giá cao nhất, mục giá cao nhất mà các bạn có thể đạt được. À, mà muốn mua ví dụ như hiện tại đang là giá là đang là 47.000 đi, thì cái khu này này thì các bạn có thể là mua đây là 48.000, có nghĩa là các bạn sẽ mua ở cái vùng giá tối đa là 48.000 đó. Đây này, chỉ đây này các bạn thấy không ạ? À sorry mình nói lộn, thì cái vùng giá này là cái vùng giá thấp nhất các bạn chấp nhận, ví dụ như là hiện tại đang giá là 47.000 nhá, thì cái vùng giá này là chấp nhận các bạn mua thấp nhất là khoảng tầm là các bạn mong muốn mua là vùng 45.000 chẳng hạn, thì các bạn sẽ có 45.000 đấy. Còn cái vùng giá cao nhất mà các bạn có thể đồng ý mua Bitcoin là vùng giá như là 47.500, 47.500 đấy. Thì còn cái mục giới hạn này này là tối đa là các bạn có thể là mua 47.900 chẳng hạn. Có nghĩa đây là gì? Nếu như cái giá này mà nó tụt về cái vùng là 45.000, nó tự động nó mua, nó sẽ tự động mua hết thị trường. Còn nếu như nó tụt về cái vùng là nó mà bay lên cao tiếp là vùng 475 này, xuất hiện một cái, sẽ xuất hiện một cái lệnh mua là vùng 479 đó, nó là như vậy. Thì cái vùng cái COO này và cái mục stop limit này nó có bài viết bằng tiếng Việt, các bạn chỉ có đọc đây là dễ hiểu nhá. Rồi ok ha. Tiếp theo, cái mục tiếp theo mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nó là cái mục về phần margin, margin và cái vùng về future. Đây tiếp tục là cái phần margin future này, ở đây là vùng phái sinh nhá. Nó chúng ta có hai cái phần đây này, là phần hợp đồng coin và hợp đồng về USD. Nếu các bạn sử dụng cái đồng đô để mà ký quỹ đánh á, thì các bạn bấm vào cái hợp đồng USDTM. Còn nếu các bạn muốn gửi coin vào đánh á, thì các bạn bấm cái hợp đồng là coin M. Ví dụ hiện tại các bạn đã có bit sẵn rồi, các bạn muốn gửi bit vào để đánh margin thì dùng bit để ký quỹ tiền á, thì bấm một cái này. Nhưng mà đa phần mình khuyên là nên khuyên sử dụng đô, khuyên sử dụng đô để mà đánh margin nhé. Đây các bạn nạp cái nạp đô vào đây, thì các bạn sẽ làm như nào? Đấy, đây là cái giao diện của future. Mình thì mình khuyên các bạn nếu đánh thì sử dụng cái future luôn, chứ không cần phải là dùng qua margin. Margin nó trùng cái trường hợp ký quỹ khác đấy. Các bạn bấm vào cái mục này cho mình này, cái chú dấu chéo này ở góc này là để nạp tiền vào này. Chúng ta chuyển từ support vào, chuyển từ từ support vào vào đây. Các bạn nhớ là chỉ chuyển từ đô với lại chuyển BNB hoặc là USDT thôi nhé, nhưng mà khuyên là dùng cái đô thôi, USDT thôi. Còn hai cái mục này, cái BNB các bạn gửi vào thì nó chỉ để làm phí, mà BUSDT vào thì nó chỉ để đánh cặp BUSDT thôi. Ok ha. Thì các bạn chuyển tiền vào đây rồi thì tiền nó xuất hiện đây, ví dụ như hiện tại mình đang có khoảng tầm 55 đô ở đây. Thì các bạn xác định giao dịch là các bạn muốn mua bán ở đâu, thì các bạn đo chạc và các bạn sẽ tìm cái vùng giá, các bạn order giá này, sau đấy khối lượng bit này để các bạn là mua hoặc bán, được chưa? Đấy, còn là vùng này các bạn có thể thay đổi cái đòn bẩy, ở đòn bẩy ở đây thay đổi 50, 75, 100, 125 cũng được, tùy các bạn bấm vào nút cộng trừ đây cũng được hết. Nhưng mà với kinh nghiệm của mình thì mình khuyên anh em chỉ chơi vùng 25 đổ xuống thôi nhé, hoặc 30 đổ xuống là tối đa, không nên chơi đòn bẩy quá cao. Vì khi biên độ của thị trường này rất là cao, cho nên là nếu ví dụ như các bạn mà đánh dùng đòn bẩy cao, nó chỉ cần nhích khoảng 5%, 3% bạn sẽ bị cháy, hiểu không ạ? Ok, ví dụ bạn dùng đòn bẩy 50 này,
mà nó tăng 5 tăng 2% hoặc giảm 2%, có nghĩa là bạn sẽ tăng 100 lần, x như là tăng 100% hoặc là giảm 100%, đúng không? Thì có nghĩa là diễn thật dễ cháy. Thế nên khuyên các bạn nên dùng đòn bẩy nhỏ vì lý do là vì vậy. Ok ha, đây là phần đòn bẩy. Tiếp theo là cái phần growth và insulate này thì nó cũng có nói đây rồi. Các bạn có thể đọc ở đây và có thể là xem cái video mình hướng dẫn ở trong video ở dưới video này ha, có thể xem. Tiếp theo là cái phần ở đây này, các bạn có thể thay đổi không chỉ chơi beat, các bạn chơi đồng coin khác mà có tên hoặc là kéo lên tìm cái đồng coin các bạn muốn. Ok ha, đấy. Còn chơi coin, chơi cái dạng là dùng coin quý thì bấm vào đây này. Đấy. Đó, mình khuyên là chỉ nên dùng USDT này coi để dùng thôi. Vì sao? Thì một số bạn gửi coin vào để mà ký quý á, thì khi mà coin nó giảm thì có nghĩa là cái lượng vốn ở đây nó giảm, nó dần dễ cháy tài khoản hơn. Ngoài ra phần thị trường nó cùng tăng cùng giảm, cho nên là nếu các bạn mà đánh á, mà dùng coin mà để ký quý rồi đánh á, thì nó là nguy hiểm, cực kỳ dễ cháy. Nên khuyên anh em là chỉ nên dùng đô để ký quý và đánh đánh tăng đô thôi. Ok ha. Cái mục tiếp theo mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn là chính là cái mục về gần margin. Đây cái margin. À, nó hơi chậm tí này. Mình xài quen tiếng Anh rồi cho nên là mình vẫn bấm lại tiếng Anh tí. Chưa nói ạ. Hiện tại là sàn đang thông báo bảo trì nên một số cái nó hơi đơ, các bạn thông cảm nhé trong video nhé. Rồi ok, mình bấm là mục margin này. Mục margin với mục support, à mục support thì nó không khác gì nhau cả. Đây, nó sẽ y chang, chẳng qua là nó bấm vào đây thôi, hai cái này. Khi các bạn nhập một cái đồng coin nào các bạn muốn muốn chơi margin ấy, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn sẽ gửi cái số coin đấy vào hoặc là gửi đô vào. Nó có cái phần đây này. Đây này, các bạn có thể gửi đô vào. Các bạn có thể gửi ngay ví này nhé. Đây này, các bạn chen vào đây hoặc là các bạn vay mượn này, trả này. Đúng không? Đây này, các bạn có thể gửi coin vào đây này. Gửi bit hoặc gửi cái gì vào ký quý. Thứ hai là khi các bạn gửi xong rồi thì các bạn có thể là vay vay thêm tiền hoặc đô này. Được chưa? Cái thứ ba là các bạn khi mà vay xong rồi thì nó làm gì? Các bạn có thể dùng tiền để các bạn mua thêm. Sau đấy vay xong rồi các bạn mua thêm cho mình có thể trả ở bên đây này. Đây là trả này. Được chưa? Còn gửi tiền nó là có thể là chuyển đây cũng được. Và nhập vào đây cũng được. Nó không khác gì nhau cả. Thì cái margin này hơi hơi khó chơi. Nên mình khuyên là một là chơi đòn bẩy chơi luôn cả future. Còn cái margin này thì để khi nào rảnh mình làm một cái video chuyên về cái margin để dễ hiểu nhé. Vì cái này rất là phức tạp. Ok ha. Margin này nó vừa có vay, có mượn và có trả, có đòn bẩy khác nhau, biến thiên rồi cái này kia, nhưng là mình sẽ làm một video khác nhá. Trong video này thì mình tổng kết lại là mình hướng dẫn anh chị về tạo tài khoản này, cách mua P2P, mua bán Bitcoin, mua bán USDT ha. Còn mấy cái banh này thì đơn giản rồi ha, cái này không cần hướng dẫn nhưng mà hơi khó xài, các bạn đừng xài này nhé. Tiếp theo là các bạn có thể là mình đã sử hướng dẫn với anh chị là cái tray ở trên đây và cái mục ở đây nâng cao nó như nhau nhé, không khác gì, chẳng có khác cái giao diện thôi, đúng không ạ? Khác giao diện thôi. Thì các bạn nhớ là chơi support hoặc là chơi hẳn luôn cái future là ở đây này, các bạn chơi cái future này nhé, đừng có chơi future này, cái này nguy hiểm hơn. Đây là kinh nghiệm mình chơi 4 năm trong thị trường. Ngày xưa mình dùng rất là nhiều coin, khoảng tầm 600.000 đô mua coin, sau đó dùng coin kỳ quý và đánh margin, nhưng mà lúc thị trường down nó giảm chia double, nghĩa là vừa lỗ trên coin đấy, vừa lỗ ở trên cái lệnh, nên là dần nó double xuống và dần tới nó kéo cái vị thế của mình nó bị thấp đi, nên dễ cháy đó. Nên là không nên chơi cái này nha, chỉ nên chơi cái này thôi. Ok ha. Còn là chỉnh tiếng Việt này kia và chỉnh giao diện nó ở đây các bạn nhé. Còn mấy cái phần như là mấy cái phần này thì các bạn có thể là chỉnh sang tiếng Việt để mò, có một số cái ở đây nữa các bạn chịu khó tìm hiểu nhé. Cái này mà nói chắc hết ngày quá. Rồi ok ha, cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi cái video ngắn này của mình. Cảm ơn anh chị.